Phiên tòa xét xử người giúp việc cho Đức Giáo Hoàng, tin từ Vatican. Hôm nay là ngày thứ nhì, Tòa án Vatican xét xử tội ăn cắp tài liệu và trao cho báo chí của người giúp việc cho Đức Giáo Hoàng. Lời khai của người cựu giúp việc cho Đức Giáo Hoàng sẽ được chặt chẽ theo dõi để biết nguyên nhân vì sao ông ta đã phản bội Đức Giáo Hoàng. Ký giả Philip Pulela của Reuters có mặt tại Tòa Thánh nói rằng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất bởi vì Paolo Gabriel sẽ bị chất vấn lần đầu tiên trước tòa tại sao đã ăn cắp tài liệu, ăn cắp và tiết lộ cho báo chí với mục đích gì. Ông Gabriel thú nhận đã trao nhiều tài liệu cho báo chí, muốn giúp bài trừ sự tham nhũng của Tòa Thánh. Các nhà điều tra đã tịch thu 82 thùng tài liệu trong căn nhà của ông Gabriel sống với vợ và ba người con. Đức cha Pat Bezel đến từ Hoa Kỳ trong lúc đi ngang qua quảng trường Thánh Peter nói rằng ông ta không hiểu nhiều về sự việc này, nhưng ông ta cầu nguyện cho người giúp việc và những người có liên hệ xét xử theo bộ hình luật thế kỷ thứ 19. Phiên tòa bắt đầu với sự trở ngại cho bị cáo vì các thẩm phán xét xử không công nhận bằng chứng điều tra riêng của Tòa Thánh. Chánh án Joseph Dallator nói rằng Quỹ ban Hồng Y chỉ có nhiệm vụ phúc trình cho Giáo Hoàng, cho nên không liên quan đến Bộ Luật Hình sự Vatican. Tòa Thánh không có nhà tù, cho nên nếu bị tuyên án, ông Gabriel phải được đưa tới một nhà tù của Ý.